Vâng, Nhật Tư Chiến xin kính chào quý anh chị. Tiếp tục gửi đến quý anh chị, đây là căn nhà hoàn thiện xong rồi quý anh chị ha. Căn nhà hai mặt tiền, tăng cổ điển cách biển 100m. Căn nhà này thì lúc phần thô Tư Chiến đã có quay lên rồi quý anh chị ha. Vừa mới hoàn thiện xong, dọn dẹp xong. Căn nhà hôm nay diện tích là 75m2, nằm trên trục đường 55. Vỉa hè 3m. Nằm tại khu dân cư phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cách biển Nguyễn Tất Thành đúng 100m quý anh chị. Căn nhà hôm nay thì chúng ta vừa được vị trí này, căn nhà mới đẹp nè, phong cách tăng cổ điển với thiết kế mẫu mã hoàng gia, gam màu chủ đạo gam màu trắng. Căn nhà vị trí này thì hai mặt tiền thì chúng ta ở quá sướng rồi, thông thoáng. Đây là một trong những cái lô đất có vị trí hiếm hoi được hai mặt tiền như thế này ở khu vực này luôn. Căn nhà hôm nay thì giá bán là 5,7 tỷ cho quý vị ha. Có thương lượng 5,7 tỷ. Có thương lượng cho quý vị thiện chí muốn mua. Có bảo hành cho quý vị 5 năm chống thấm và bảo trì trọn đời cho quý vị luôn. Đây là mẫu phong cách rất là được nhiều người ưa chuộng. Mẫu tăng cổ điển này với diện tích là 75m2 quý anh chị ha, chiều ngang 5m, dài 15m, có thiết kế sân gara ô tô. Căn nhà nằm hướng tây bắc. Đây là khu vực sân gara ô tô. Sân gara thì chúng ta đậu được chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ nữa quý anh chị ha. Tầng trệt thì chúng ta có thiết kế là gara, phòng khách và phòng bếp. Tầng 2 là chúng ta có hai phòng ngủ chính. Tầng 3 thì chúng ta có một phòng ngủ và phòng thờ sân phơi. Tất cả đều hoàn thiện và full nội thất, chúng ta chỉ xách vali vào ở thôi. Không cần sắm thêm cái gì nữa các anh chị. Tất cả các thiết bị điện như tivi, tủ lạnh, điều hòa vân vân. Bán để lại toàn bộ nội thất như trong video gửi đến quý anh chị. Vị trí hai mặt tiền ở khu này thì rất là hiếm hoi, chúng ta có được cái giá như thế này. Anh chị nào chúng ta cần căn nhà để mà nghỉ dưỡng, đầu tư thì cũng có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay. Căn nhà hôm nay thì tầm trong vòng vài ngày khả năng sẽ bán được thôi quý anh chị ha. Nhu cầu hiện tại ở Đà Nẵng rất căn nhà đang rất là nhiều. Quý anh chị có nhu cầu hãy nhanh tay gọi đến Tư Chiến, chúng tôi sẽ dẫn quý anh chị xem. Căn nhà này chúng tôi có bảo hành bảo trì trọn đời cho quý anh chị luôn. Đây là khu vực không gian bếp. Tất cả không gian trong căn nhà chúng ta đều có vị trí hai mặt tiền, ánh sáng đầy đủ luôn. Không gian bếp chúng tôi có đóng phun trần. Thiết kế mẫu bếp acrylic. Có sẵn luôn bộ bàn ăn 6 ghế cho quý anh chị ha. Vị trí hai mặt tiền này thì quá tuyệt vời. Giá bán này thì chúng ta luôn luôn còn thương lượng cho quý anh chị. Quý anh chị chỉ cần thiện chí thì giá bán luôn luôn có thương lượng ha. Đây là một trong những căn nhà có công năng đầy đủ. Ba thế hệ chúng ta vẫn có thể ở trong căn nhà này. Phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi, gara ô tô. Vâng, quý anh chị đang xem review trực tiếp trên căn nhà trên kênh Nhật Tư Chiến. Nếu quý anh chị có bất kỳ nhu cầu mua nhà, mua đất hoặc đầu tư tại thành phố Đà Nẵng thì có thể liên hệ Tư Chiến nha.
công ty chúng tôi vẫn còn rất là nhiều nhà đất tại thành phố Đà Nẵng giá tốt, giá ngộp ngân hàng của các chủ đang cần tiền muốn bán gấp. Quý anh chị có nhu cầu hãy truy cập các trang Zalo và Facebook Nhật Thế Chiến để theo dõi nhiều thông tin hơn nha. Ngoài ra thì quý anh chị nào còn có nhu cầu xây dựng nhà ở, xây tòa căn hộ khách sạn thì có thể liên hệ Thế Chiến luôn. Công ty chúng tôi chuyên xây dựng các công trình nhà ở và biệt thự tại thành phố Đà Nẵng, rất là nhiều sản phẩm và cũng còn rất là nhiều căn nhà đang xây dựng vào phần thô. Quý anh chị có nhu cầu thì có thể chúng ta vào phần thô hoàn thiện thì còn tầm khoảng 1 tháng 2 tháng thôi, chúng ta có thể tự chọn hoàn thiện theo phong cách của mình và giá cả luôn luôn phải chăng. Đây là căn nhà phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ thứ nhất. Các phòng ngủ chúng ta đều có không gian cửa sổ hai bên rất thông thoáng. Phía trước này chúng ta có phòng ngủ master, phòng ngủ rộng nhất của ngôi nhà với diện tích lên đến là 45m², có không gian phòng vệ sinh, có bồn tắm nằm. Không gian phòng vệ sinh thiết kế đến 10m². Căn nhà hai mặt tiền là căn nhà ở thoải mái nhất, có gió, không có bí bách, luôn luôn thông thoáng, làm cho độ ẩm căn nhà chúng ta không có, cho nên là căn nhà này rất là tuyệt vời ha quý anh chị. Chúng ta định cư nghỉ dưỡng, mua căn nhà để định cư ăn nhàn thì chúng ta có thể tham khảo ngay căn nhà này. Giá bán cũng đang rất là tốt luôn cho quý anh chị thiện chí muốn mua, còn thương lượng. Phòng master thì chúng ta có ban công khá là rộng để chúng ta uống trà, uống cà phê, nhậu ở đây này. Ban công như thế này rất xứng đáng cho căn phòng như thế này ha quý anh chị. Với vị trí căn nhà hôm nay thì cách biển chỉ đúng 100m thôi, chúng ta đi bộ ra biển mất 3 phút. Chúng ta đến ngày 78 Nguyễn Tất Thành. Không gian căn nhà được thiết kế và bố trí với gam màu trắng và xám là chủ đạo. Nhìn nhà chúng ta rất đơn giản thôi, phù hợp với tất cả mọi người. Căn nhà hôm nay thì quý anh chị chúng ta đến xem trực tiếp thì chúng ta sẽ thấy được cái căn vẻ đẹp của nó. Không gian cầu thang thì thiết kế cũng đơn giản quý anh chị ha, ốp đá và lan can kính cường lực thôi. Căn nhà này bố cục được chia ra hai bên, bên phía sau là phòng ngủ, phía trước hay một bố cục dành riêng phòng thờ trên tầng 3. Thiết kế nội thất thì như nhau. Phòng ngủ chúng ta có giường, tủ, chăn ga, gối đệm, phòng vệ sinh trong, phòng trang điểm riêng. Vâng, với giá bán căn nhà hôm nay là 5.750.000.000, chúng ta vẫn còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí muốn mua. 5.750.000.000 chúng ta có một căn nhà diện tích 75m² và xây dựng tăng cổ điển, một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi, gà, gara ô tô. Căn nhà đổ 3 tấm. Phía trên chúng tôi có chấm thấm đầy đủ quý chị ha. Bảo hành chấm thấm 5 năm và bảo trì trọn đời cho quý anh chị. Lô đất như thế này thì rất là hiếm luôn. Không gian cuối cùng ở trên này là phòng thờ phía trước này phải không anh chị? Phòng thờ này tương đương với cái phòng ngủ phía dưới, rất là rộng rãi. Không gian chừa lối đi đến 2m.
không gian rất tuyệt vời cho căn nhà hôm nay. Quý anh chị muốn xem căn nhà này hãy gọi tới Chiến. Đây, vị trí cuối cùng chúng ta có cái view xung quanh hàng xóm này. Vâng, xin tạm dừng và tại đây. Và xin kính chào quý chị ha. Hẹn gặp lại quý chị trong video lần sau.